bác sĩ đang tiêm thuốc gây mê cho chú chó. Đấy, bắt đầu mềm người ra rồi này. Đấy, nó mềm người ra rồi. Đấy, sau khoảng tầm 10 phút thôi chú chó bắt đầu đã tỉnh ra rồi. Đấy. Anh em nhìn thấy không? Là cái tay của nó bắt đầu căng rồi. Đấy, mình có thể zoom lại cho anh em xem. Đấy. Và tay căng rồi. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái video về phẫu thuật đuôi và tai dành cho những cái chú chó nhỏ mini pincher này. Đấy. Thì rất nhiều anh em mà nuôi mini pincher thì bây giờ sẽ có hai cái cách chơi. Một là cách chơi để nguyên bản là tai đuôi để như thế này. Đấy, hai là nếu như mà thích cắt đuôi cắt tai thì sẽ như cái con mẹ này. Đấy, anh em nhìn thấy không? Nếu như mà mini pincher mà cắt đuôi cắt tai thì trông rất là gấu. Đấy. Rất là cơ bắp và rất là gấu. Nhưng cái việc mà khó khăn nhất để mà thực hiện là việc mà cắt tai cắt đuôi làm sao cho đúng. Đấy, cắt tai làm sao mà cho đúng này, để mà sao dưỡng tai tốt. Thì ở trên cái kênh Nhâm Tất TV của mình đã có 2 đến 3 video về cắt đuôi cắt tai cho giống chó Doberman rồi. Nhưng mà Doberman thì khó hơn cái bọn ấy rất là nhiều, vì Doberman là cắt cái theo cái hình ngọn lửa. Đấy, còn bọn mini pincher này thì cắt như này thôi. Đấy, cắt dựng đúng như này thôi. Đấy. Ok, thế thì hôm nay bây giờ cái chương trình này thì mình sẽ nhờ Trần trưởng Malinois sẽ giới thiệu sơ qua một ít thông tin để cho anh em được biết nhé. À rồi. Đây là con chó đực này. Đấy, để cắt tai cho khách hàng luôn. 3 tháng tuổi. 3 tháng tuổi. À, lại một lưu ý nữa cho anh em là nhỏ quá thì cũng không nên cắt đuôi cắt tai. Đúng rồi. Đấy, nhỏ quá thì có thể bấm đuôi. Bấm đuôi được. Trong khi mà cái thời gian mà nó sinh sản khoảng tầm 1 tuần ấy, trong thời gian 1 tuần ấy thì hoàn toàn có thể bấm đuôi cho để cho con mẹ nó liếm phần đuôi này đi. Còn đây là những cái chú chó mà đã 3 tháng tuổi rồi thì lại phải thêm một cái phẫu thuật. Đấy là cắt đuôi. Đấy. Cắt đuôi và phẫu thuật tai. Ok, ông chuyển ra đây đi. Đây. Đây là bàn bác sĩ. Hôm nay là quay gọi như là thực chiến ấy. Đấy, thực chiến. Xin giới thiệu với anh em, đây là bác sĩ Quyết đúng không? Vâng. Rồi, xin chào anh. Thì bạn này trước khi phẫu thuật ấy thì em cũng dặn với anh là cho nhịn ăn sáng rồi. Với là trước khi phẫu thuật thì bạn ấy đã được tiêm cầm máu để khi mà mình phẫu thuật mình hạn chế được cái mất máu cho bạn ấy. Ok. Còn bây giờ khi mà thuốc đã bắt đầu có tác dụng rồi, máu nó hạn chế chảy rồi, thì mình bắt đầu làm phẫu thuật. Ok. Rồi bác sĩ cứ thực hiện đi chứ. Đây là mũi tiêm gì đây? Cái này thì em đang chuẩn bị thuốc gây mê. À, gây mê. Ok. Vì trước khi phẫu thuật mình phải gây mê thì làm bạn cún không dãy và không bị đau. Bác sĩ đang tiêm thuốc gây mê cho chú chó. Đấy, bây giờ bắt đầu mềm người ra rồi này. Đấy, nó mềm người ra rồi. Em cho bạn được chưa? Hôm nay là để phục vụ cái quay cái chương trình này gửi đến anh em thì mình có nhờ bác sĩ Quyết là thực hiện ngay tại sân của trại chó chỗ Trần Trưởng luôn. Còn có bình thường là sẽ phải ở phòng khám nhé. Con đã ngất rồi đấy, Quyết cho anh hỏi cái lượng mà gây mê của em này kéo dài trong vòng bao nhiêu lâu? Bạn này chỉ khoảng tầm 30 phút là bắt đầu sẽ tỉnh. Thì tức là cái công việc của mình sẽ chỉ diễn ra trong vòng 30 phút thôi đúng không? Bạn này của mình nếu mà làm mỗi tai thôi thì là như thế. Còn nếu mà cắt thêm đuôi thì có thể phải rơi vào khoảng tầm 40 phút. Có nghĩa là trước khi mình phẫu thuật ấy, mình sẽ phải vệ sinh sát trùng cái chỗ mà mình phẫu thuật để tránh hiện tượng viêm nhiễm. Em nó sử dụng là cồn đúng không? Cồn đúng rồi. Cồn sát trùng. Cồn và đây là thuốc đỏ đúng không? Vâng, cái này cũng là sát trùng. Sát trùng luôn. Vâng. Mình sát trùng qua một lượt bằng cồn trắng trước, sau đó mình sẽ sát trùng lại bằng cồn iốt. Sau khi cắt xong thì bắt đầu mình khâu ở bác sĩ? Đúng rồi ạ. Khâu để mục đích là thứ nhất là cầm máu, thứ hai là để cho tai nhanh liền hơn và khi mà nó liền nó sẽ đẹp hơn. À, phần tai thứ nhất của chú chó đã được hoàn thiện rồi đây. Bây giờ mình sẽ zoom vào cho anh em xem. Đấy, vết khâu, vết cắt. Giờ mình bắt đầu mở panh để kiểm tra xem máu có bị gì không. Em cứ chia sẻ đi. Khi mà mở banh thì mình cũng mở từ từ thôi. Mình mở nhanh quá thì có những trường hợp ấy, nó có các cái mạch máu to, nó có thể nó vẫn chưa cầm được ngay. Nó sẽ gây mất máu nhiều cho bạn ý. Đấy,
là bạn này đang có dấu hiệu hơi tỉnh một chút thì mình sẽ phải cho thêm một chút thuốc mê nữa. Thêm thuốc mê đúng không? Vâng. Không có là bạn ấy sẽ đau, lúc cắt thì sẽ đau. Bác sĩ Quyết đang thực hiện khâu nốt phần tai còn lại. Với cả kiểu cắt tai của dùng chó mini pincher này thì sẽ dễ dàng hơn rất nhiều với cả dùng chó Doberman. Doberman thì có cái kiểu cắt là ngọn lửa ấy. Đấy. Cần phải sưỡng này, cần phải cắt kỹ thuật rất là cao. Và anh em cắt tai chó cho Doberman hay là một giống nữa mà cũng cắt tai mà dưỡng rất là khó là giống chó Gridan. Tai nó mỏng, thân hình nó có độ sệ quá to. Hà Nội thì có khá nhiều anh em làm cái dịch vụ này từ cái thời mà Doberman rồi. Từ cái thời cách đây khoảng tầm gần 10 năm là những cái anh em mà chơi giống chó Doberman đã tự mày mò, tự mua đồ để cắt tai. Trong đấy là có bạn là Nguyễn Hoàng Doberman. Và bên Đông Anh là có anh Tuấn Phú Thái. Anh Tuấn Phú Thái cũng là một cái người mà cắt tai cho chó rất là đẹp và chuyên dòng Doberman đấy. Khi mà học ở trong trường thú y thì có được thực hành về cắt tai này không hả bác sĩ? Dạ không anh ạ. Cái này là ra ngoài. Ra tức ngoài. Tức là khi mà mình học xong rồi mình ra ngoài mình làm rồi đúng không? Vâng. Mò và mình. Thật ra là nó chỉ lý thuyết về chung ấy, chung về ngoại khoa thôi. Còn cụ thể thực hành trên một ca phẫu thuật thẩm mỹ tai ở trường thì em chưa được làm. Sau khi xong là phải sát trùng tiếp đúng không? Phải sát trùng tiếp cái vị trí mình cắt. Thì nó mới vô trùng mà tai mới nhanh liền được. Cái khâu phẫu thuật thì phải làm cẩn thận. Hậu phẫu cũng phải cẩn thận nữa. Ok. Cái chỉ này có phải là chỉ tự tiêu không hay là chỉ vẫn phải cắt? Chỉ ở bên ngoài là phải cắt chứ còn nó không tự tiêu được. Tự tiêu chỉ dùng trong ở trong mô, trong cơ thôi. Thế bình thường như thế này thì là bao nhiêu lâu thì cắt chỉ? Khoảng tầm 7 đến 10 ngày anh ạ. Cái này còn tùy cơ địa từng bạn nữa. Với các dòng nhỏ này thì nó sẽ nhanh hơn. Nó nhanh hơn là phẫu thuật cắt tai Doberman. Hoặc là Pitbull thì sẽ chậm hơn. Đấy, còn dòng này thì nó nhanh liền thôi. Sau khoảng tầm 40 đến 45 phút thì bác sĩ Quyết đã hoàn thành xong cái chú chó đầu tiên rồi. Đấy, một chú chó mất cứ phải khoảng tầm gần một tiếng đồng hồ rồi. Thì sau khi mà phẫu thuật xong thì anh có thể nhờ bác sĩ chia sẻ cho anh được biết là cái cách mà giữ vệ sinh này và dưỡng trong vòng khoảng tầm một tuần để cho chú chó lành tai là như thế nào nhỉ? Dạ vâng ạ. Thứ nhất ấy là nếu mà nhà mình mà nuôi ở môi trường mà trong nhà ấy, thì nó khá là sạch sẽ. Thì mình có thể một là nhốt chuồng trong nhà, hai là mình có thể nuôi trực tiếp thả ra trong nhà. Đấy, còn nếu mà như mà có nhiều người là nuôi quy mô nhiều, nuôi trại thì tốt nhất mình nên để bạn ấy trên chuồng. Đấy, còn nếu mà để dưới ấy, thì có thể là các cái chân của bạn ấy dẫm vào đất nhiều. Thì khi mà khoảng tầm 3 ngày tai bắt đầu lên da non nó sẽ ngứa. Nó sẽ gãi nó sẽ đúng hay gãi. Đấy, và có thể nếu mà tốt nhất được có thể mình sẽ đeo cho bạn một cái chiếc loa cổ. Để mình làm giảm các cái hiện tượng gãi ngứa đấy. Đấy, và sau đó mình phải hàng ngày mình phải lấy cồn Betadine để mình vệ sinh cái tai và cái đuôi mình phẫu thuật. Và tiếp đến nữa là mình phải sử dụng thuốc ở đây là những loại thuốc kháng sinh và loại thuốc chống viêm để làm sao mà tránh hiện tượng bị nhiễm trùng và giảm viêm, giảm đau cho bạn ấy. Và mình sẽ giữ với các dòng chó nhỏ như này thì chỉ tầm khoảng 3 ngày thôi. Mình sử dụng khoảng 3 ngày thuốc là gần như tai của bạn ấy đã khô xe lại rồi. Và sau đó khoảng tầm 7 đến 10 ngày thì tùy cơ địa của từng bạn thì sẽ có thể là cắt chỉ được. Đấy, và sau khi cắt chỉ thì mình sẽ bắt đầu dưỡng tai để cho cái tai của bạn ấy lên nhanh hơn. Cái việc dưỡng tai thì với các bạn chó nhỏ này thì nó cũng dễ thôi. Ví dụ là mình cắt muộn quá ấy, thì khi mà cơ tai nó đã phát triển hoàn toàn rồi thì lúc ấy nó khó lên tai hơn. Thế nhưng mà khi mà chó nhỏ này thì mình chỉ việc thứ nhất là bổ sung canxi này, thứ hai là chế độ ăn uống chăm sóc, mình bổ sung thức ăn vào thức ăn nó tốt một tí, và tiếp đến là mình có thời gian mình cho các bạn ấy vận động khơi nhiều đúng để động kích nhiều. Thích lên kích thích okay. Cơ lên thì tai sẽ nhanh dựng hơn. Đấy, chỉ cần thế thôi thì khoảng tầm mình với các bạn chó nhỏ như này thì mình dưỡng tai cũng khoảng tầm 10 ngày tai có thể đã dựng rồi.
thì đấy là quá trình mà từ khâu cắt xong cho đến khâu mà tai dựng được. Đấy, còn trong thời gian nuôi thì mình thật ra là mình bổ sung canxi thì sẽ bổ sung kéo dài, không phải là chỉ trong thời gian này đâu, nhưng mình bổ sung kể cả khi mà tai đã dựng rồi mình vẫn bổ sung canxi để cho tai của nó mà căng nhất có thể, đẹp nhất có thể. Đấy. Cái vấn đề là bây giờ là phải giữ gìn vệ sinh thật là tốt, đúng không? Đã. Trong vòng khoảng tầm 7 ngày để không bị viêm nhiễm này cả. Đúng rồi. Thì anh em phải thường xuyên là một là để riêng chú chó ra, có không thì cả đàn nó sẽ cắn mà, đúng không? Đúng. Tại vì nó ngửi cái mùi tanh của máu kìa. Để riêng ra tốt nhất. Nếu như anh em mà nuôi một chú chó ở nhà riêng một chú chó thì dễ. Đã. Còn đây là với cả trại chó mà chưa gửi đến nhà khách hàng rồi thì chú chó này phải để riêng ra. Đấy, có không thì bọn chó to mà nó ngửi thì cái mùi máu, mùi tanh là nó sẽ cắn ngay. Đây là những con chó mà đầu tay của trại nhân giống ra Minpi Pincher đấy, thì là có những vấn đề là khó khăn nhất là vấn đề là phẫu thuật tai cho anh em, thì bên trại đã hỗ trợ và dưỡng tai cho anh em. Và rất nhiều người mà thích cái bọn này này là ngại nhất cái vấn đề là dưỡng tai và cắt tai. Đấy, thì hiện tại thì chỗ ông Trần trưởng Malinois cũng đã hỗ trợ cho anh em rồi. Đấy, có những cái người bác sĩ đến tận trại rồi để mà hỗ trợ cho anh em. Như thế này sau cái ngày hôm nay chỉ khoảng tầm là nửa tháng cho đến 3 tuần nữa thôi là tai ok ngon lành rồi. Đấy, thì nếu như anh em mà có nhu cầu mà yêu thích cái dòng chó nhỏ này phù hợp cho cái điều kiện nhà phố này thì cứ liên hệ với ông Trần trưởng Malinois nhé. Tôi cũng có một cái câu hỏi nữa để gửi đến chỗ trại chó Trần trưởng này. Thì bình thường cái chi phí như này là người khách hàng người ta phải chịu, còn với cả chỗ trại chó Trần trưởng này thì chi phí như nào nhỉ? Sẽ gói gọn hết vào trong một con chó cho anh em. Tức là cái chi phí cắt tai này đã có trong cái tiền chó rồi. Tiền chó hết cho anh em rồi. Ok, tức là anh em và người khách hàng là không phải chịu cái chi phí này nữa. Đúng rồi. Đấy, tại vì cũng phải hỗ trợ cho anh em. Và cái mức giá của Minpin ở chỗ ông bây giờ hiện tại là bao nhiêu nhỉ? Dao động từ 7 đến 8 triệu một con. Ok, là đã có cái vấn đề là cắt đuôi cắt tai rồi. Cắt đuôi cắt tai và có giấy VKA thuần chủng. Ok, rồi. Rất là cảm ơn ông chủ trại chó Trần trưởng Malinois nhé. Rất cảm ơn bác sĩ hôm nay đã thực hiện cái chương trình video này. Nếu anh em mà có nhu cầu về Mini Pincher này hay là về Malinois thì cứ liên hệ với cả ông chủ trại chó Trần trưởng Malinois nhé. Rồi, xin cảm ơn anh em. Rồi, xin cảm ơn tất cả anh em. Xin chào anh em. Đây, sau khoảng tầm 10 phút thôi chú chó bắt đầu đã tỉnh rồi. Đấy. Anh em nhìn thấy không? Là cái tai của nó bắt đầu căng rồi. Đấy, mình có thể zoom lại cho anh em xem. Đấy. Nó tai căng rồi. Đấy, sau hôm nay chỉ cần giữ vệ sinh thật là tốt thôi. Đấy. Cố gắng phải nhốt riêng ra nhé, vì nó chưa khô máu ấy, thì có những cái mùi máu tanh thì sẽ rất là thu hút những con chó khác.